Salud. 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 Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Kính bạch sư tôn Đức Tăng, kính thưa quý cô tu nữ cùng toàn thể quý vị Phật tử. Theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy được lưu truyền từ khi Đức Phật còn tại thế, hàng năm cứ sau bốn mùa an cư thiết hạ, Đức Phật đã cho phép hàng Phật tử được dâng nghi ca thi ná đến chư tỳ kheo đã hoàn thành 3 tháng an cư thiết hạ, từ 16 tháng 6 đến ngày 15 tháng 9 âm lịch. Và thời gian của lễ dâng nghi ca thi ná sẽ được tổ chức từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Hôm nay, ngày 5 tháng 11 năm 2023, tức ngày 22 tháng 9 năm Quý Mão, trong bầu không khí trang nghiêm trọng thể, dưới mặt đường trang nghiêm thanh tịnh của chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, hàng Phật tử chúng con đại diện cho các nhóm Phật tử và các Phật tử ở nhiều tỉnh thành trong cả nước đã phát tâm hộ đầu chư tăng tu tập trong 3 tháng an cư và dâng y ca thi ná cúng dường sau khi thiết hạ. Giờ đây chúng con thành kính cung thỉnh chư đại đức tăng từ bi hoan hỷ cực kính chúc phúc và truyền thọ tam quy ngũ giới cho các Phật tử chúng con được sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài lần thứ nhì, lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chân nguyên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chân nguyên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó, ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chân niết tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Oh.
Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính siêu vi Phật. Đam băng sa ra năng ca cha mi. Con đem hết lòng thành kính siêu vi Phật. Tất bảo cho được thành tựu tín mạng. Đâu thế dầm bê. Đàm băng sa ra nam ca cha mê. Con đem hết lòng thành kính xin quý. Tất bảo cho được thành tựu tín mạng. Đâu thế dầm bê, sanh gần sa ra nam ca cha mê. Con đem hết lòng thành kính siêu vi tâm lần thứ nhì. Ta thế dầm bê. Thành tâm bảo cho được thành tựu bí mật cho được thành. Ta thế dầm bê. Đàn băng sa ra nam ca cha mê. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy pháp lần thứ ba. Tam thế dầm bê. Con đem hết lòng thành kính xin quy tâm lần thứ ba. Mô sa va đa,
Bi. Con xin vâng như điều học là tôi đang xa sừng nói dối. Sâu ra mê. Ra già. Ma cha ba ma. Chư tăng ca sở phước bao thừa.
thường đến người, cầu xin cho tất cả sự đối đường của người đều được xa lánh, cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi, sự tai hại cũng chẳng có đến cho người, cầu xin cho người được sự an vui trường thọ. Cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu sáng đẹp, an vui sâu mạnh hằng thêm đến người, là người nâng nghiêm mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo, và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, dẫu là bậc trì giới và bậc trưởng lão, cầu xin bậc tâm tín thành Tam Bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Kính bạch chư là Đức Tăng, thưa quý cô tu nữ cùng toàn thể quý vị Phật tử. Hạ tàn hoa lá đổi thay, thu về đồng gió hương bay ngát rừng. An cư Phật tử đón mừng, ngày xuân Phật giáo tưng bừng khắp nơi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, xuân hạ thu đông, bốn mùa tuần hoàn. Đó là quy luật của tạo hóa, thiên nhiên, của đất trời bao la. Để rồi mùa xuân chánh pháp lại về nơi tâm hàng Phật tử chúng con. Đại lễ dâng y Ca Di Đà là một thiện duyên cao quý để những người con Phật nối gót theo bước chân Như Lai vĩ đại trong việc thực hành giáo pháp và thể hiện tinh thần phát huy một việc hộ trì Tam Bảo bằng những hành động thiết thực, thiện lành, đem lại sự an vui đến tự thân và lợi ích tha nhân. Chúng con luôn tôn kính Phật Pháp Tăng với lòng kính ngưỡng biết ơn vô bờ bến, tri ân Phật Bảo vì Phật đã khai sáng giáo pháp, tri ân Pháp Bảo vì Pháp là linh đơn diệu dược chữa trị các bệnh phiền não của chúng sinh, tri ân Tăng Bảo vì các ngài là hàng chứng sứ giả Như Lai Hoằng Dương Chánh Pháp. Chính vì lẽ đó, thiện duyên chín mùi, hôm nay chúng con vân tập về nơi đây, chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để tạo dựng thiện nghiệp công đức, làm hành trang mang theo trong ngày luân hồi sinh tử, và xem đây là kim chỉ nam trong đời sống thường nhật, nhằm hướng đến ánh sáng của tử vi và trí tuệ bao la an lành trong chánh pháp vi diệu, được khai sáng với đức tử Phụ Thích Ca, vô thượng chánh đẳng chánh giác, cao quý hơn tất cả thiên nhân. Và duyên lành với chánh pháp là thiện duyên cao quý nhất trong các nhân duyên trên trần thế. Với nguyện ước được giải thoát khỏi khổ đau trong sinh tử luân hồi, xem đây là mục tiêu cao quý của con đường hạnh phúc trong niềm hân hoan vô bờ bến. Chúng con xin dâng tấm y Ca Di Đà và những vật dụng hợp luật đến chư tăng là để thể hiện tinh thần hộ trì Tam Bảo. Đây cũng là nét đẹp truyền thống, tốt đời đẹp đạo đã để lại trong tâm chúng con ấn tượng khó phai theo năm tháng. Đó chính là những nụ cười an vui hạnh phúc khi tâm được an trú trong những điều thiện lành cao đẹp. Và giờ đây con xin thay mặt cho các Phật tử của thí chủ của lễ dân nghi lên tác bạch cúng dường dân nghi Ca Di Đà. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Mạng, Nam mô Sang Thầy. Kính bạch chư đại đức tăng, tất cả chúng con thiết lòng thành kính đảnh lễ chư đại đức tăng. Kính xin quý ngài cho phép chúng con được thay mặt các thí chủ nói lên lời tác bạch. Đức Phật dạy, Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện trên thế gian này là một điều khó được, rất hiếm có, thật vô cùng hy hữu. Cũng vậy, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo xuất hiện trên thế gian này cũng là điều hiếm có, rất khó được, thật vô cùng hy hữu. Lễ dân thi Ca Di Đà đến chư Tỳ Kheo Tăng cũng là một điều hiếm có, thật vô cùng hy hữu. Mà chính hôm nay, chúng con có cơ hội tốt, một dịp may hiếm có, một vinh hạnh lớn lao,
được làm buổi lễ dân nghi ca thi ná đến sư tỳ kheo tăng đã an cư lập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại chùa Phúc Minh, xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Tất cả chúng con thành kính tri ân sâu sắc đến chư tỳ kheo tăng đã an cư tại chùa Phúc Minh và chư đại đức tăng đã đến tham dự buổi lễ dân nghi ca thi ná theo sự thỉnh mời của chúng con. Kính thưa quý ngài, trong một năm có 12 tháng, chỉ có một tháng các hàng Phật tử chúng con mới có được cơ hội dâng nghi ca thi ná. Trong một tháng có 30 ngày, tại chùa Phúc Minh này, chúng con chỉ có một ngày duy nhất được dâng nghi ca thi ná. Chúng con vô cùng hoan hỉ về nguồn phước thiện vô lượng, niềm hạnh phúc vô biên này. Giờ đây, chúng con xin được các bạch dâng lên tấm nghi ca thi ná này. Xin mời đại diện tự y bác của Bình Hoa quỳ lên trên trước mặt tăng đoàn. Và xin mời tất cả quý vị chạm tay vào vai nhau và đọc theo con người các bạch ca thi ná. Tất cả chạm tay vào vai nhau. Đứa nhận quý Vân chạm tay vào vai. Xin mời quý vị Phật tử chạm vào vai nhau và đọc theo con người các bạch dương y ca thi ná đến chư đại đức tăng. Maya Bande
Thank you.